Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có thử ra đỡ người. Đó thì phải không em? Vương, qua ai ra sân? Hồng Anh sẽ tiến vào sân. Qua bên này, qua bên này. Thank you.
Thank you.
tao bán ăn nhập ngoài đâu hay là nhập Thank you.
rồi xuống đi cho anh em. Từ từ đi, chanh chanh. Từ từ sau con đi, thoải mái. Thank you.
Trọng tài 83 có sự thay đổi người. Việt số 17 ra sân, Hưng số 15 vào sân. Đội Tân Quang có sự thay đổi người. Huy Hoàng số 9 là sân, Việt số 16 vào sân. À, qua kia uống nước nghỉ đi ca. Thank you.
Đó. Trong tay Tam Quan có sự thay đổi người. Cường số 6 ra sân, Nhâm số 15 vào sân, Danh số 7 ra sân, Phú số 4 vào sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.